JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Nhân Số ạ. Vâng, hôm nay bên em lên cấu hình cho các bác một bộ karaoke gia đình gọi là chơi dịp cuối năm đấy ạ. Vâng, chuẩn bị đón Tết rồi thì JK Audio Nhân Số có lên một cái cấu hình cực kỳ là đẳng cấp và rất là chất, và giá tiền thì khá là hợp lý ạ. Vâng, đầu tiên là kể đến đẩy trước đi. Vâng, đẩy Kiso K750 ạ. K750 đẩy hai kênh, công suất cực kỳ lớn đấy ạ. Vâng, cái bên trên đây là cái Vanker ZK15FX ạ. Vâng, thương hiệu khá là nổi tiếng ạ, K15FX. Vâng, và một cái mic WeWood SS68 ạ. Vâng, một dòng thương hiệu mà đang gọi là khuấy đảo ở thị trường mic cao cấp của gia đình đấy ạ. Răng 6 số, tự ngắt trong 3 giây khi không sử dụng ạ. Vâng, và một cái lưng tiếng 2 độ IP100 ạ, bên em đã phối ghép đầy đủ rồi ạ. Nói về lưng tiếng thì nói đến đấy, idol IP100 thì ai cũng biết ạ. Vâng, bên em đang phối ghép. Vâng, và một đôi loa JBL KI82 đấy ạ, bát 30 cực kỳ sâu ạ, cực kỳ đẳng cấp đấy ạ. Vâng, và cuối cùng là một sản phẩm nữa, đó là một cái Super B3 717 gân chỉ đỏ bát 30 mặt trước ạ. Vâng, đây ạ, bên em đang phối ghép rất là chuẩn đấy ạ, một bộ cấu hình karaoke gia đình để phục vụ các bác dịp cuối năm. Vâng, toàn bộ là những thương hiệu đã rất là nổi tiếng và bọn em phối ghép vào một bộ dàn karaoke gia đình để phục vụ các bác. Đây, hộp vỏ hộp WeWood SS68 mà bên em đã để sẵn ở đây. Và đây là sản phẩm đó đấy ạ. Vâng, cực kỳ là hay. Chất âm thì rất là mê hoặc đấy ạ. Vâng, đấy là tổng thể những sản phẩm mà bên em đã phối ghép trong một bộ dàn karaoke gia đình. Mà bác nào muốn sở hữu thì các bác cứ để lại số điện thoại cho bên em ạ. Bên em có thể gọi điện lại trực tiếp cho các bác để tư vấn làm sao hợp lý nhất cho các bác. Dù các bác ở gần Hà Nội hay là các bác ở tận trong Cà Mau hay là trên Điện Biên, bên em phục vụ hết ạ. Vâng, bên em phục vụ các bác rất là nhiệt tình. Vâng, em mở một đoạn nha, và nhạc remix cho các bác nghe cho nó khuấy động gọi là cái không gian là nhạc không lời. Đây, mở nhạc remix rất là mạnh mẽ đấy ạ, không khí rất là vui tươi để chuẩn bị đón một cái năm mới nhiều niềm vui ạ. Nhạc cực kỳ đẳng cấp luôn ạ, không còn cái từ nào để tả đấy ạ. Vâng, quá là pro luôn. Vâng, các bác mua bộ dàn karaoke gia đình này bên em tặng đầy đủ dây tắc kết nối các bác nhé, các bác không phải mua thêm một thiết bị nào để kết nối đó ạ. Vâng, bên em tặng rất là đủ. Các bác về chỉ việc phối ghép là xong, là chúng ta có thể sử dụng được rồi ạ. Kể cả những cái vang bên em cũng sẽ đáp trước khi gửi. Vì nhiều bác cũng không can thiệp được cái vang thì bên em đã chỉnh sẵn rồi ạ. Kể cả idol, kể cả mic, và chỉnh cho âm hay nhất trước khi gửi đến khách hàng. Đây, bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke để các bác trải nghiệm nhé. Chất âm quá đẳng cấp.
Rồi mình em test một nhạc karaoke cho các bác trải nghiệm nhá. Vâng, nhân viên nhà em hát rất hay đấy ạ. Đây còn là live stream trực tiếp luôn ạ. Rồi trực tiếp với cái mic Vivus SE68 đấy ạ. Vì sao anh nhớ em đến đây, thương nhớ đong đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có điều nhỏ hay, tình anh như núi cao. Bốn phương trời xây thành thủy, biển trời nào mà không xa. Thì gì em nhớ cho rằng em biết miền chiến hồn anh. Em ơi ngồi đây ngước mong hương vị, ngồi đây đơn đường riêng vâng. Sau khi bên em đã test một đoạn nhạc karaoke trực tiếp cho các bác trải nghiệm thì cái bộ dàn này là các bác sở hữu thực sự là đẳng cấp các bác nhá. Vâng, giá nó không quá cao đâu ạ. Vâng, chuẩn bị Tết thì các bác nên sắm cho gia đình mình một bộ karaoke như em đã giới thiệu ở đây ạ. Vâng, cực kỳ đẹp, rất dễ bớ ghép và rất là đầy đủ, từ nâng tiếng, từ mic, từ vang, từ đẩy, từ trầm và từ Roland JBL-K82 đấy ạ. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh YouTube JK Audio Linh Số nhé. Vâng, các bác hãy nhấn chuông để nhận được thông báo hàng ngày của bên em ạ. Vâng, bác nào muốn làm chủ sở hữu bộ dàn karaoke này thì các bác nhớ để lại số điện thoại cho bên JK. JK sẽ gọi lại tư vấn trực tiếp cho các bác, và các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho shop ạ. Vâng, sau cùng thì JK Audio Linh Số thì chúc các bác mọi người đầu quốc chuẩn bị đón năm mới là vạn sự như ý và an khang thịnh vượng ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.